Xin chào quý vị khán giả nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của Nếm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tham quan một nơi du lịch tâm linh rất là nổi tiếng ở Quảng Ninh, đó là Am Ngọa Vân. Tuy nhiên là mình sẽ không đi cái con đường cáp treo thông thường như các vị khách thông thường. Mình sẽ đi cái con đường bộ như thế này. Và cái con đường bộ này thì chúng ta sẽ đi qua một cái chỗ cắm trại khá là đẹp, đó là bãi đá Ngọa Vân. Con đường này thì năm nào cũng có sạt lở nên nhà chùa sẽ phải thường xuyên dùng những chiếc máy xúc để sửa đường. Chính cái con đường này sẽ là... Xin chào những vị khách nước ngoài đang đi check-in cung đường này. Thì cũng chính cái con đường này sẽ là cái con đường mà để các xe vật liệu, họ chở vật liệu lên trên này. Nhiều đoạn thì chúng ta sẽ thấy là có cả dải cả đá dăm nữa để tránh cái tình trạng là trơn trượt đối với những chiếc xe mà chở vật liệu lên trên này. Hôm qua rất may cho Nếm, đó là có một chiếc máy xúc lên trên này sửa và đẩy những cái hòn đá mà bị sạt ra giữa đường vào rìa, nên xe mình mới có thể đi thẳng lên trên này dễ dàng như vậy. Không biết là đến mùa mưa năm sau thì nó như thế nào. Đây mọi người thấy không, ở hai bên này, bên tả Lý Dương này, nó vẫn thường xuyên sạt đá ở bên vách núi xuống. Đây, chúng ta chạy một đoạn thì chúng ta sẽ thấy tới Am Ngọa Vân. Mình sẽ quay hết cái con đường này để cho quý vị khán giả thấy nhé. Cái đoạn khó nhất thì nó nằm ở phía bên dưới cơ. Nó nằm ở phía bên dưới từ bãi đá xuống. Còn đoạn dễ này thì cũng rất là ngắn thôi. Am Ngọa Vân đây. Khung cảnh rất là đẹp và hùng vĩ bởi vì là Am Ngọa Vân nhìn thẳng xuống phía bên dưới. Một cái thung lũng rộng lớn và có những cái quả núi cao cao kìa. Dãy Đông Triều này là một cái dãy mà dành cho các nhà sư khi xưa tu hành rất là nổi tiếng luôn. Ví dụ như chúng ta đang thấy, có thể thấy là Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng chọn đỉnh Yên Tử thuộc dãy Đông Triều này để tu hành. Mình khá là thích cái con đường này bởi vì là ở đây thảm thực vật là thảm thực vật tự nhiên, không phải là cây trồng, không phải là rừng trồng, rừng sản xuất, nên nó rất là đa dạng. Chúng ta có thể thấy cả trúc, cả cỏ cây và những cây lấy gỗ rất là lớn. Thậm chí là lâu lâu chúng ta sẽ gặp những cái khe suối đẹp. Chúng ta đã tới với cả Am Ngọa Vân rồi. Đây này mọi người này. Đây, tuyến cáp treo đây. Tuyến cáp treo sẽ dừng ở phía dưới và các Phật tử sẽ đi bộ ở dưới lên trên. Tuy nhiên ngày hôm nay mình thấy tuyến cáp treo không có vận hành, khả năng là ít người tới đây. Lễ tưởng niệm 714 năm ngày Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Đây là một di tích lịch sử rất là quan trọng trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Bắc Tông, bởi vì đây là nơi mà cuối cùng mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông chọn làm nơi tu hành trên cái dãy núi Đông Triều này. Vừa nãy mình thấy có một cái tấm biển là chùa Ngọa Vân, thì có lẽ là ở đây đã được lên một cái thứ hạng khác là chùa chứ không phải là những cái am nhỏ nữa, bởi vì là quy mô xây dựng trên này cũng rất là lớn rồi. Để mà xây được một ngôi chùa ở trên núi như thế này thực sự rất mất rất nhiều những công sức, mất rất rất nhiều công sức. Và ngôi chùa này thì đang nằm ở độ cao bao nhiêu nhỉ, để mình xem cho mọi người nhé. Theo bảng thông báo của ban quản lý di tích thì sẽ là 500, còn ở đây là 566, chưa thấy xê dịch, gần 600 mét. Nếu mà đi lên trên phía bên trên kia nữa thì chắc là sẽ phải gần 600. Mát lắm, ở trên này mát lắm. Di tích quốc gia đặc biệt thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Lên trên này thì chúng ta phải quét QR code. Trong cái đợt dịch ấy, thì chúng ta sẽ phải quét khai báo ở trên này.
Ngôi chùa được xây dựng bằng gạch đỏ, nhìn trông rất là Việt Nam luôn, cổ kính, với cái mái vòm hai tầng ở bên trên, mái cong. Và mỗi phần mái thì sẽ có những tượng, tượng kỳ lân, tượng rồng, tượng phượng. Không gian này rất là đẹp và cổ kính. Ở phía bên ngoài ban thờ đầu tiên thì chúng ta đang thấy đây là ban tổ và hai bên là tượng thần hộ pháp. Đây, hộ pháp khuyến thiện và hộ pháp trừng ác. Dân gian hay gọi là ông ác và ông thiện. Còn ở phía bên trong này là thờ Ban Tam Bảo, Bồ Tát Văn Thù, Ban Đức Ông. Bồ Tát Phổ Hiền, Ban Đức Thánh Hiền. Chắc là trong này đang chuẩn bị tổ chức hầu. Ở đây có rất nhiều những cái cây mà ban quản lý khu di tích đã đặt biển tên để cho du khách có thể là tìm hiểu. Đây là cây xoan đào. Ồ, cây xoan đào á. Đây, những cái cây mây như thế này nếu mà là lớn, khi mà cây mây mà nó đủ lớn làm những cái vòi uống rượu cần rất là chuẩn luôn. Cây côm rừng, cây chẩu đây. Hoa chẩu này thì tầm khoảng tháng 1, tháng 3 dương lịch ấy thì nó sẽ nở, trông cũng rất là đẹp. Hoa chẩu, cây súm chè, cây nhọc. Cây nhọc này chắc là ngày xưa mà ai leo núi nhọc quá nên đây đặt tên cho cây này là cây nhọc. Cây mệt nữa, đúng không? Nói chung là cái con đường mà đi vãn cảnh ở trong chùa này rất là mát mẻ và yên tĩnh. Con đường thì được bao phủ bởi những cái hàng cây, tán của nó xòe rộng ra như thế này, nên các du khách đi bộ ở trong này thì hoàn toàn là không thấy một cái sự mệt mỏi gì cả. Thậm chí đây có vẻ như mình đang thấy một cái khe nước đây. Chắc là vào cái mùa nước nhiều ấy thì cái khe này sẽ chảy từ trên rừng xuống và tạo ra một cái dòng nước mát ở đây, vừa mát và vừa đẹp. Đúng rồi, đây mọi người có thể thấy đây. Dòng nước sẽ chảy từ trên chỗ rừng trúc kia xuống dưới này, sang bên này. Mình đang thấy là ở bên đây
có hai khuôn viên, có lẽ là bên này nó sẽ là am chính từ xa xưa đây này. Bên này lại có một bên ban thờ mới, trông nét kiến trúc với cả cái màu sơn thì cũng rất là mới thôi, nên là chúng ta sẽ sang bên này đi. Sắp sửa đến Tết rồi, sắp sửa đến Tết âm lịch nên có lẽ là nhà chùa cũng sẽ tu sửa để chuẩn bị đón các du khách tới đây từ cái dịp tháng Chạp cho tới tháng Giêng. Có cái một biển là nhà tổ mọi người ạ. Và mình thấy là những cái tháp, có lẽ đây là có phải tháp tổ không? Chắc là tháp tổ, vì là mình chỉ thấy có mỗi chữ Hán ngữ thôi, chứ mình không thấy, không có tiếng Việt nên là mình không thể nào đọc được. Những cái tảng đá mà được làm tháp trông rất là cổ kính. Trên này do là cái lượng hơi ẩm quanh năm nên đá sẽ bị bao phủ bởi rêu phong như thế này, càng tô lên cái vẻ cổ kính luôn, rất là đẹp. Thời xa xưa, thời mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông chọn dãy Đông Triều để làm nơi tu hành thì sẽ có rất rất nhiều những loài động vật quý hiếm như là hổ báo vẫn còn sinh sống. Thì cái thời gian đó nếu mà đi tu hành ở dãy Đông Triều này quả thực là một thử thách luôn. Bởi vì thú dữ, điện đóm, rồi những cái con đường mòn lối mở nó sẽ không được an toàn như bây giờ. Nên là Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà dám cởi bỏ áo long bào để trở thành một nhà sư thì cũng là một điều mà rất là đáng kính. Đây là nhà sắp lễ. Phần mái chùa với cả vòm mái bên trên rất mới, có lẽ là cũng mới được tu sửa xong. Đề nghị quý khách không được thắp hương trong nội tự chùa. Đây là một quy định rất là mới ở các ngôi chùa Việt Nam để tránh cái tình trạng hỏa hoạn xảy ra. Trên này là thờ những vị sư tổ. Để mình vào phía bên trong đọc qua tên các vị sư tổ cho quý vị khán giả cùng biết. Ở chính giữa là sư tổ Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Bên tay phải là nhị tổ Trúc Lâm Pháp Loa. Đây là ban thờ tổ Đức Hưng. Phía bên này là tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang. Và cuối cùng là ban thờ tổ Bảo Sái. Các vị sư tổ đã từng tu hành ở dãy núi Đông Triều này. Đường này trông chung cũng ảo diệu anh nhỉ. Bởi vì cái bậc đá là những đá tự nhiên. Xếp từ nguyên đá thì làm sao người ta điều kiện là bậc thang. Đúng rồi. Bây giờ thì mới xây đây là chỉ là xếp đá thôi. Xong lại còn đi trong rừng trúc nữa. Rất là giống với cả việc mà chúng ta đi lên trên đỉnh Yên Tử. Cũng sẽ rất là nhiều trúc. Nếu mà các bạn lên Yên Tử ấy thì sẽ thấy người dân bán cả cái măng trúc. Măng trúc ở phía bên dưới. Và cái măng trúc đấy chúng ta mang về luộc hoặc là xào. Rất là ngon. Rêu phong phủ hết lên trên những cái bậc đá này. Nếu mà những cái ngày ẩm ướt thì có lẽ là đi sẽ rất là trơn. Cao phết đấy anh ạ. Ôi đèo này đẹp thế. Đẹp thật đấy. Đây mọi người nhìn này. Chúng ta đi qua một rừng súc mà màu xanh, xanh mướt luôn, rất là mát mắt.
Và cây trúc này nó không lớn đâu nhá, không quá lớn đâu, chỉ nhỏ thôi. Đẹp thật. Không biết bao giờ mới đến nơi. Đẹp quá. Vâng. Gió rất là lộng luôn. Wow. Cái giống trúc này nó thế nhỉ? Vâng, cái giống trúc này thế đấy anh. Đấy, ngoài kia đang nắng, nếu mà đi vào đây cái lạnh ngay. Ở trong này hơi ẩm nhiều anh. Hơi ẩm trong rừng trúc bao giờ cũng lạnh. Có lẽ chúng ta sắp tới nơi rồi. Việc vừa đi vừa quay vừa nói chuyện này sẽ rất là bị ngắt quãng. Mong quý vị khán giả thông cảm. Vì con đường rất là dốc. Đây này. Dốc lắm. Đấy, đúng cái như anh nói, cái lá cờ. Lá cờ đúng không? Đúng. Trên này để cắm ra. Cắm cờ lễ hội, cắm cờ Phật giáo. Với cái lượng gió như thế này thì lá cờ này sẽ rất dễ bị rách. Có lẽ nhà chùa sẽ phải thay liên tục. Đây rồi. Này, ngày xưa mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông với các tổ sư khác mà ở trên này anh nhỉ? Ngắm cảnh chắc là đẹp lắm, bởi vì ngày xưa gỗ toàn gỗ lớn mà. Đây. Am đây. Nhìn bao quát lực luôn. Con đường này là con đường mà đi bộ cũng như là chạy xe off-road lên trên. Còn cáp treo đây. À, cáp treo chạy rồi, cáp treo chạy rồi. Có lẽ là cáp treo ở đây do cái số lượng Phật tử du khách khá là khiêm tốn nên sẽ chỉ vận hành theo khung giờ thôi. Mình đang thấy cáp vận hành rồi. Không biết là từ cáp xuống dưới kia sẽ trải qua bao nhiêu, nhưng mà mình ước tính bằng mắt thường thì có lẽ là cũng sẽ phải tới 3 cây số để xuống dưới. Bên đây có rất nhiều những cái triền núi dốc và những cái cây lấy gỗ lớn không thể mọc được, bởi vì nó khá là dốc. Và dốc như này thì nước nó sẽ rất là ít, chỉ cỏ mọc được thôi. Đẹp quá. Hy vọng qua video ngắn ngủi này nếm đã giúp cho các Phật tử ở khắp Việt Nam, toàn thế giới biết thêm được một nơi tâm linh rất là hùng vĩ và thơ mộng, đó chính là Am Ngọa Vân. Và nếu mà có dịp tới với cả Đông Triều Quảng Ninh thì mọi người hãy ghé thăm Am Ngọa Vân nhé. Có thể là bằng con đường cáp treo hoặc là con đường bộ cũng được. Mình thấy là không khí và cảnh vật ở trên này rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn quý vị khán giả đã ghé thăm kênh du lịch của Nếm. Nếu mà còn yêu cầu quay và review một địa danh tâm linh, văn hóa hay là cảnh sắc nào đó thì hãy để lại trong phần nhận xét. Nếm sẽ tới đó để thực hiện thay cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Nếu trong video này có gì sai sót thì mong mọi người có thể bỏ qua cho Nếm. Và thuật toán của YouTube cũng như là các mạng xã hội khác thì những video có nhiều comment hay nhiều like sẽ được đề xuất. Nếu như quý vị khán giả muốn cùng đến lan tỏa những hình ảnh đẹp ở Am Ngọa Vân thì hãy để lại trong phần, hãy cùng nhau chia sẻ video, nhấn like và để lại cảm nhận trong phần bình luận để video này sẽ được nhiều người biết tới hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.